đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Hoài Linh diện bà ba đi bán trầm hương ở hội chợ Xuân cùng con gái nuôi, khán giả tò mò, quay quanh đông kín. Những ngày giáp Tết, Ánh Linh đã có mặt tại gian hàng trầm hương tâm linh Việt của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ở chợ Hoa, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để cùng ba nuôi và mọi người sắp xếp chuẩn bị khai trương. Những ngày giáp Tết, nghệ sĩ Hoài Linh có tổ chức bán gian hàng trầm hương tâm linh Việt ở chợ Hoa, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Con gái nuôi Ánh Linh đã sắp xếp ghé mừng gian hàng khai trương. Dù 19 tháng 1 là ngày khai trương chính thức, nhưng chỉ mới 18 tháng 1 đã có nhiều khán giả người hâm mộ biết đến và ủng hộ Hoài Linh. Cùng con gái có mặt tại hội chợ, danh hài Hoài Linh diện trang phục bà ba giản dị thu hút sự chú ý của công chúng. Danh hài Hoài Linh và con gái nuôi đã cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ, cùng nhau livestream ca hát và có với nhau những giây phút thật đầm ấm trước ngày Tết đang về cận kề. Ánh Linh cho biết trong suốt thời gian qua, đôi khi cô cũng nhận được nhiều lời góp ý thăm hỏi của khán giả rằng tại sao bản thân xinh đẹp hát hay mà phải cứ mượn danh ba nuôi là Hoài Linh tiếp cận mọi người. Sơn nữ Bolero chia sẻ rằng cô cực kỳ tự hào khi được là con gái nuôi của ba, nên cô nghĩ mình không có lý do gì để không nhắc về chuyện đó cả. Và mọi người cũng đừng nghĩ rằng làm con gái của Hoài Linh chỉ toàn thuận lợi. Thuận lợi thì có rất nhiều ở chỗ được ba chỉ dạy, chia sẻ, thậm chí đôi khi còn la mắng để mình trưởng thành hơn. Nhưng cũng có cả khó khăn trong đó. Khó khăn ở chỗ là vì con gái nuôi Hoài Linh nên cô phải tự nhủ phải cố gắng gấp đôi, nỗ lực 200% so với bình thường để không làm phụ lòng và hổ danh ba. Và cho đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ luôn cảm thấy tự hào về bản thân mình với những gì mình đạt được. Dù chưa phải là ngôi sao hạng A, nhưng ít ra cô đã được ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, từng bước chinh phục được người nghe bằng giọng hát, phong cách và kỹ năng thực thụ của mình. Được nhiều khán giả gần xa biết đến với biệt danh Sơn Nữ Bolero, với giọng hát ngọt ngào say đắm và đi vào lòng người, cô ca sĩ Ánh Linh trong nhiều năm gần đây đã cho khán giả thấy được sức hút và tài năng thực sự của bản thân nhờ vào những sản phẩm âm nhạc, MV, album ra mắt đều đặn, kết hợp cùng những nghệ sĩ có tên tuổi khác. Ở thời điểm mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đán theo nhiều cách khác nhau, Ánh Linh, ngoài việc miệt mài chạy show để có thể thu xếp công việc và trở về quê nhà ở Tuyên Quang ăn Tết, cô còn dành một khoảng thời gian đặc biệt cho riêng mình để quay quần cùng người ba nuôi Hoài Linh, một trong những thần tượng và cũng là người đã hỗ trợ giúp đỡ Ánh Linh hết mình về mặt chuyên môn, lối sống, giúp cô có được sự chín chắn và trưởng thành như ngày hôm nay. Ánh Linh tâm sự, có lẽ vì trong bốn người con nuôi chính thức của Hoài Linh hiện tại, cô là cô con gái duy nhất nên luôn được ba nuôi ưu ái quan tâm và thương mến nhiều hơn. Bất cứ khi nào có dự án đi diễn dù gần hay xa, ra mắt sản phẩm làm nhạc, Ánh Linh điều hành ba bằng cách nhờ ba nghe thử, góp ý, chia sẻ và ba nuôi Hoài Linh lúc nào cũng sẵn sàng chỉ dạy mà không nề hà. Kể cả những lúc bận rộn công việc đi tàu hay đi xe, Hoài Linh cũng tranh thủ thời gian để xem qua và nhận xét cho Ánh Linh. Chính vì vậy mà bất cứ khi nào có thời gian sắp xếp được công việc, Ánh Linh cũng đều đến thăm và trò chuyện cùng ba nuôi để tỏ lòng biết ơn hai cha con có dịp gắn bó với nhau hơn. Ngay các anh, các chị hoặc em gái của Hoài Linh, những người mà Ánh Linh gọi bằng cô chú cũng rất thân thiết với Ánh Linh và thân nhau như người nhà, thường xuyên chia sẻ tâm tình cùng nhau. Sắp tới sau khi nghỉ Tết, Ánh Linh sẽ còn nhiều điều thú vị đặc biệt hơn nữa ấp ủ và bật mí với khán giả, chuẩn bị cho một năm mới có nhiều bất ngờ. Cô hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ và đón đợi các sản phẩm của mình.